Đứng trước tình trạng đại dịch COVID-19 đang ngày một nóng dần tại nhiều quốc gia và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc sản xuất vaccine phòng ngừa COVID cũng đang được Tổ chức Y tế Thế giới cùng với nhiều nước đẩy nhanh nhằm đảm bảo đáp ứng đủ số lượng nhu cầu. Trước đây thì Ấn Độ vẫn được xem là một trong những nhà máy lớn nhất thế giới trong việc sản xuất vaccine, nhưng hiện tại của đất nước này đang rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng, nên không thể đảm bảo tiếp tục công cuộc này nữa. Đứng trước tình trạng đó, WHO đang phải tìm kiếm một quốc gia khác để tiếp tục sản xuất vaccine nhằm đáp ứng nhu cầu tài trợ vaccine đang bức thiết hiện nay. Quốc gia đó phải đảm bảo được khả năng sản xuất số lượng lớn vaccine và cũng ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhất trong tình hình hiện nay. Và Việt Nam ta hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí đó để tiếp tục con đường đang dang dở của Ấn Độ nhằm cứu lấy nguồn tài trợ vaccine của thế giới. Theo các nguồn tin, WHO và Nhật Bản sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mới nhất của thế giới đến thời điểm hiện tại cho Việt Nam. Công nghệ này được coi là bước ngoặt rất lớn trong sản xuất vaccine, giúp đáp ứng miễn dịch diễn ra nhanh, hiệu quả cao. Đây là công nghệ đã được hai công ty của Mỹ là Pfizer và Moderna sản xuất vaccine COVID-19 có hiệu quả bảo vệ hàng đầu. WHO dự kiến sẽ chuyển giao công nghệ cho một tập đoàn lớn tại Việt Nam, không tiết lộ tên tập đoàn, song WHO cho biết công ty này chưa từng sản xuất vaccine nhưng có tiềm lực về tài chính và đã có nguồn nhân lực tốt về y tế, sinh học. Trên các trang tin tại Việt Nam, nhiều phỏng đoán cho rằng đó có thể là tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, doanh nghiệp sở hữu trong tay tiềm lực tài chính hàng đầu, cùng mối quan hệ với tổ chức nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực y khoa, sinh học phân tử. Trước đó, tập đoàn này đã có những bước đi khá rõ khi tài trợ 20 tỷ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa COVID-19 Made in Vietnam, Covivac, do tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, trực thuộc Bộ Y tế sản xuất. Tuy nhiên, trước những đồn đoán trên thì đại diện Vingroup cho biết chưa có thông tin về việc này và nói thêm rằng việc sản xuất vaccine là không dễ bởi doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu từ Bộ Y tế. Tuy vẫn chưa có thông tin chính thức gì về việc công ty nào của Việt Nam sẽ trực tiếp tiếp nhận công nghệ để sản xuất vaccine, nhưng mà với tiềm lực của mình và những mối liên hệ từ trước tới nay của Vingroup trong lĩnh vực y tế thì khả năng cao đây sẽ là lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam. Đây không phải là một phỏng đoán không có căn cứ, bởi vì trong quá khứ thì Vingroup đã từng nhiều lần đầu tư vào các lĩnh vực y tế tương tự và cũng chính tập đoàn này đã tài trợ 20 tỷ đồng cho các nghiên cứu vaccine ở Việt Nam. Các nghiên cứu công bố trong ngày 5 tháng 5 cho biết vaccine của Moderna và Pfizer-BioNTech có hiệu quả với nhiều biến thể mới như biến thể Anh, biến thể Nam Phi hay biến thể Brazil. Hồi năm ngoái, sau khi ký kết hợp đồng license với hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PB560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường đại học MIT Mỹ chia sẻ cho cộng đồng. Tập đoàn Vingroup đã triển khai việc sản xuất máy thở các loại xâm nhập và không xâm nhập và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam. Chỉ một thời gian sau, máy thở Vinsmart VFS 510 do Vinsmart thuộc tập đoàn Vingroup phát triển đã được Bộ Y tế chính thức cấp số đăng ký lưu hành. Hàng chục nghìn máy thở được Vingroup cung cấp cho thị trường trong nước, đồng thời sẵn sàng xuất khẩu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tập đoàn Vingroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong các hoạt động tài trợ, phòng chống dịch như dự án sản xuất máy thở, hỗ trợ các gói trang thiết bị y tế, máy móc, hóa chất xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tài trợ cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch COVID-19, tri ân các bác sĩ tuyến đầu chống dịch với số tiền lên tới 1.277 tỷ đồng trong năm 2020. Trước đó, vào đầu năm 2020, thông qua Quỹ Đổi mới Sáng tạo, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, tập đoàn Vingroup đã tài trợ 20 tỷ đồng cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là doanh nghiệp sở hữu trong tay tiềm lực tài chính hàng đầu, cùng mối quan hệ với các tổ chức nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực y khoa, sinh học phân tử. Để sản xuất vaccine, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số yêu cầu từ Bộ Y tế. Hiện nay, Việt Nam đang có 4 đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 và Biotech, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen
Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang IVAC và Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac. Đến thời điểm này, Việt Nam đang có 2 loại vaccine phòng COVID-19 do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Đó là vaccine Nanocovax của Nanogen và vaccine Covivac của IVAC. Theo kế hoạch trong tháng 5, vaccine Nanocovax sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên khoảng 10.000 người, trong khi vaccine Covivac đang được thử nghiệm tại Đại học Y Hà Nội. Nói thêm về công tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer cho Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết trong tháng 5, Bộ sẽ có cuộc họp bàn với WHO về tiếp nhận công nghệ. Tháng 6, đoàn công tác sẽ tới Nhật Bản đàm phán để tiếp nhận công nghệ này từ phía Nhật Bản. WHO và Nhật Bản chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mới nhất của thế giới đến thời điểm hiện tại. Công nghệ này được coi là bước ngoặt rất lớn trong sản xuất vaccine, giúp đáp ứng miễn dịch diễn ra nhanh, hiệu quả cao. Với công nghệ sản xuất vaccine này thì khi được chuyển giao cho Việt Nam, ta sẽ trở thành quốc gia sản xuất vaccine hàng đầu trên thế giới, phục vụ cho các quốc gia đang cần tới nhất trong thời gian tới. Và vị thế của Việt Nam cũng sẽ được nâng cao hơn trong mắt quốc tế sau những dự án lớn như thế này. Vì vậy, dù có phải là Vingroup là tập đoàn tiếp nhận công nghệ mới này hay không, thì đây cũng là cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Nếu làm tốt, thì những nghiên cứu vaccine của ta cũng sẽ được đẩy nhanh hơn và đảm bảo đủ để phục vụ trong nước và cả thế giới. Dự kiến trong vài ngày nữa, Bộ Y tế sẽ làm nghiệm thu giai đoạn 2 và triển khai sớm giai đoạn 3. Và trong giai đoạn 3, vaccine Nanogen có thể sẽ được cấp phép sớm sử dụng cho người dân. Quan điểm của Bộ Y tế là có thể rút ngắn, và trên thực tế chưa đầy một năm, việc sản xuất vaccine ở Việt Nam đang đạt được kết quả rất khả quan ngoài mong đợi. Tuy nhiên, hiện nay việc rút ngắn chu trình sản xuất còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả thử nghiệm đầu giai đoạn 3. Còn nói rút ngắn ngay từ bây giờ thì hoàn toàn không được. Một vấn đề đang khiến tất cả mọi người lo ngại là virus gây COVID-19 đã biến chủng, và thời gian gần đây không còn thấy biến chủng ở Vũ Hán trong số các ca bệnh. Một chuyên gia về vaccine cho rằng hiện vaccine đang có sử dụng chủng virus Vũ Hán làm nguyên liệu. Vaccine này được cho là có thể ngừa chủng virus cũ và chủng Anh, nhưng có những hạn chế nhất định với chủng Ấn Độ, chủng Nam Phi, chủng Brazil là những chủng biến thể khác hiện nay. Với vaccine Việt Nam, các nhà sản xuất vaccine cũng cho biết vaccine có hiệu quả ngừa virus chủng Anh và chủng virus cũ, đồng thời đang đánh giá để có thể thử nghiệm, xem xét khả năng đối với chủng virus mới. Chuyên gia chia sẻ như vaccine ngừa cúm mùa virus cũng biến chủng và vaccine cũng thích ứng với điều này. Nhưng việc phát triển vaccine đến đâu, phải tiêm mấy mũi, phòng được những chủng nào vẫn là câu chuyện ở phía trước. Trong lúc này, thực hiện 5K thật tốt trong lúc đợi vaccine là việc phải làm. Có hy vọng cuối năm nay sẽ đủ vaccine cho người Việt là việc đáng lưu ý nhất. Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, trong quý 2 này, đoàn của Bộ Y tế sẽ đi Nhật Bản để đàm phán chuyển giao công nghệ một vaccine ngừa COVID-19 mới. Vaccine do Nhật Bản nghiên cứu hiện cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Đứng trước tình hình đại dịch đang có dấu hiệu nóng dần lên như hiện nay, thì đây thực sự là những thông tin đáng mừng. Không chỉ với người dân trong nước Việt Nam đang trông chờ vaccine do ta tự nghiên cứu, mà truyền thông nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan gần đây cũng cho hay họ đang rất trông đợi vào các nghiên cứu vaccine của ta. Đây sẽ là cơ hội cũng như là thách thức cho Việt Nam trong thời gian tới. Với sự cố gắng của mình, Việt Nam quyết thắng đại dịch. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.